Xin chào các bác nha. Thì trong trình hôm nay thì vẫn là các nội dung về liên quan đến các phân bón và các vi chất mà cung cấp cho cây. Thì khi mà các cây ở nhà các bác trồng xong một thời gian thì có hiện tượng là cây nó sẽ bị còi cọc hoặc là lá hoặc hoa nó không phát triển được nữa. Thì nguyên nhân đó là thiếu các cái vi lượng vi chất như là các cái vitamin B1, B2, sắt và kẽm. Thì trong chương trình hôm nay em sẽ được chia sẻ với các bác một trong những cái chất mà có thể rất dễ tìm mà có thể cung cấp ngay lập tức cho cây và nhà các bác. Biểu hiện của cái cây nhà các bác sau khi mà hết một vụ ấy, thì lá nó vàng và hoa nó rất ít. Đấy. Và có thể nó rụng lá nhiều. Đấy, đặc biệt là lá nó vàng thì đây là biểu hiện của cái thiếu các vi chất như là B1, B2, sắt và kẽm. Vậy thì cái nguyên liệu mà các bác sẽ tìm ở đâu? Thì cái những viên B tổng hợp ấy thì ở tất cả các hiệu thuốc với giá thì rất rẻ thôi, chỉ cần dưới 5.000 thì các bác có thể được một hộp. Nhưng mà mình chỉ dùng khoảng tầm 3 đến 4 viên cho khoảng 1 lít rưỡi nước để mình tưới cho cây. Thì quá trình tưới này thường diễn ra khoảng 1 đến 2 tuần một lượt. Đấy. Cùng với kết hợp với các cái bón vi lượng trong các cái video trước em chia sẻ thì đây cũng là một cách khá hiệu quả giúp cho cái hoa lá nhà mình luôn được nở và khoe sắc. Đặc biệt là những cái cây ăn quả thì nó cung cấp lượng để cây hoa nó phát triển. Đấy. Giống như một cái cây trầu bè này thì sau một thời gian thì lá nó biểu hiện nó sẽ vàng. Đấy. Đặc biệt là cái cây trầu bè này khi mà các bác bón B1 đấy thì mình nó xanh tốt rất nhanh. Đặc điểm là nó sống ở dưới dạng nước nhưng mà mình có thể mình hòa luôn và mình trồng được. Đây này em trồng trên chậu. Sau một thời gian này lá có biểu hiện nó vàng. Đấy. Đây là cái B1 tổng hợp. Các loại B chứ không phải B1 đâu các bác. Thì mình sẽ rã nhỏ ra, xong rồi mình pha 1,5 lít nước. Mình khuấy đều. Khuấy tan nhá, chỉ cần 1,5 lít nước thôi cho khoảng 3 viên. Sau đấy mình sẽ tưới vào gốc cây, tưới ít thôi đấy, tưới đều cho các gốc cây. Quá trình này thì từ 2 tuần các bác tưới lại một lần thì đảm bảo các bác cây sẽ hấp thụ được cái lượng vi chất mà mình nó thiếu trong quá trình nó sinh sôi phát triển. Mình tưới đều tất cả các gốc cây. Sau một thời gian tưới thì các cây cây hoa nhà mình nó sẽ hấp thụ và nó sẽ xanh tốt. Chúc các bác thành công với phương pháp trồng cây của mình. Các bác có thể đăng ký kênh và like chia sẻ cho em để cập nhật những video mới nhất mà em sẽ làm để chia sẻ cho các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau nhé. Hẹn gặp lại.